Dạ vâng, em Hùng xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay là cái video bên em test sản phẩm trước khi lên đường nha. Đấy. Thì sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm Classic Pro V4000. Thì V4000 thì em test gửi tới bác khách ở Quảng Ninh nha. Đấy, ở Quảng Ninh. Còn đôi lo full B-Way EBC 1015 thì em test cho bác khách ở Trang Bom Bình Dương. Đấy. Đồng Nai nha bác nhé. Đấy, Trang Bom Đồng Nai. Rồi, về hai sản phẩm này thì bên em cũng đã có giới thiệu cho các bác khá là nhiều rồi nha. Đấy. Video về chất âm, cách sub, đánh sub ra sao, về chiếc đáy CBV4000. Đấy. Thì em đã có giới thiệu cho các bác ở video trước rồi. Còn về cái nội thất của đôi loa EBC B-Way 1015 full bass 40 100 kèn từ 22 con 100, thì bên em cũng đã có lên video cho các bác nha. Thì các bác mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Quốc Hùng. Có thể liên hệ trực tiếp cho Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình, kết bạn Zalo, Facebook số đuôi 707, thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể và cũng như là cái đường link về chi tiết sản phẩm cho các bác xem. Đấy. Rồi, giờ thì em sẽ test hoạt động chất âm của chiếc đáy Classic Pro V4000 cùng đôi lo B-Way EMC 1015 cho các bác cùng thưởng thức. Về hai sản phẩm này thì bên em cũng vẫn đang còn hàng nha. Dòng Classic Pro CB V4000 thì bên em còn một con. Đôi lo EMC B-Way thì bên em cũng vẫn còn để phục vụ cho tất cả các bác. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ nhấc máy liên hệ cho em. Đấy. Lo thì có giá là 16.500.000, bên em chưa bao gồm phí cước. Còn cục đáy là giá là 11.800, đã bao gồm phí cước và tặng kèm theo cho tất cả các bác là một lo thì tặng kèm cho lo, còn đáy thì tặng kèm một cặp dây ba lăng nha. Thank you.
nhá, tức ầm quá là hay luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu về hai sản phẩm này thì liên hệ Trung Quốc Hùng nha. Thì em đã test hoạt động sản phẩm này ok và cũng như là đóng gói gửi lên đường cho hai bác khách ở trong Bôm Đồng Nai và cũng như là ở ở Quang Đinh nha. Đấy. Rồi ở Hạ Long Quang Đinh. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ơi những video sau. Các bác có nhu cầu mua sắm những dòng sản phẩm đổi công suất hoặc là loa để về karaoke nghe nhạc gia đình thì hãy ủng hộ Âm Thanh Vũ Hùng bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc là các bác có thể nhấn vào chuông đăng ký, nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video mới nhất và cũng như là các nếu mà chưa có ủng hộ được những cái sản phẩm như thế này thì các bác ủng hộ tinh thần bằng cách chia sẻ kênh, chia sẻ video và cũng như là nhấn like. Đấy. Rồi em xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.